ra không phải là mình nâng mũi cốc trúc là cái mũi mình nó mới đẹp đâu. Tại vì có những bạn á, khi mà cái phần mũi của mình nè có da nhiều nha, cái phần trụ mũi của mình á nó có cái độ giãn nè và nó không có quá ngắn, và da mũi của mình á thì cái phần da đầu mũi nè nó có một cái độ dày, thì mình chỉ cần nâng mũi kính thôi, có nghĩa là mình nâng cái phần sống mũi nè đó, và mình sẽ bọc cái phần cần cơ. Cái phần cần cơ ở phía sau cái tay thì mình sẽ không lấy sụn tay, bọc cần cơ thôi, là cái mũi của mình á, nó sẽ tự động có một cái độ bay rất là đẹp mà y như là nâng mũi cấu trúc luôn. Mà các bạn biết không, khi á, mà mình nâng mũi vào kính á thì á, cái mũi của mình nó sẽ không có bị cái phần xẹo ở đây nè, cùng với đó là nó sẽ rất là nhanh lành, tại vì mình mũi kính mà. Thì á, cái thời gian mà nó hồi phục và nó ra form mũi á, ổn định á, nó sẽ rất là nhanh, tầm khoảng 1 tuần hoặc là 10 ngày là cái mũi của mình nó đã đẹp luôn rồi. Nên là bạn nào đang muốn nâng mũi có một cái form mũi nó đẹp á, và không có muốn mổ hở, không muốn có cái sẹo nè, thì có thể tham khảo cái phương pháp là mũi nâng mũi bằng phương pháp là mổ kính cùng với là bọc cần cơ bên mình nha, rất là bền luôn á nha.